Vâng, xin mến chào các bạn nha. Thì hôm nay mình tiếp tục chủ đề đó là tiện gen trên máy tiện cơ. Thì mình xin nói trước là mình không phải thợ cơ khí, chuyên cơ khí nha các bạn. Mình chỉ là đam mê máy tiện mini, chứ thích chế cháo này kia thôi. Thì hôm trước đó, mình có làm cái clip là tiện gen, cũng là tiện gen trên máy tiện này. Nhưng mà mình sử dụng phương pháp là tắt máy các bạn. Tắt máy, đảo chiều điện qua cái công tắc này thì nó vẫn được các bạn, vẫn được, vẫn đúng, nhưng mà nó đối với đúng á, thì nó không có đúng lắm. Và hôm nay mình tiếp tục cái chủ đề là tiện gen đó và sử dụng cái phương pháp khác, là mình sẽ chia sẻ các bạn đó là dùng cái canh vị trí của vít me các bạn. Cái này, cái bộ này là mình chế, cái bộ zin theo máy này là không có các bạn, thì mình chế nó sẽ ví dụ như cái vít me các bạn, nó sẽ lăn xây thì cái con lăn này nè, nó sẽ lăn chuyển động theo. Các bạn thấy không? Để mình mở máy cho các bạn xem nha. Đó. Khi mà vít me xây nè, thì con lăn này nó sẽ xây theo. Nó sẽ canh cái vị trí của vít me đúng với cái vị trí mà ăn cái gen đầu tiên của cái giữa con bu lông của mình các bạn. Rồi thì cái phương pháp tiện gen không tắt máy như thế nào thì mời các bạn theo dõi nha. Thì mình không chuyên các bạn, nếu mà có sai sót gì đó thì các bạn đóng góp ý kiến với mình. Rồi mời các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ sắp cái nhông cho cái máy này các bạn. Thì M8 là bước 1.25. Mình sẽ sắp, cũng là sắp nhông theo cái bảng 1.25 này như lúc trước. Là nhông 25 và nhông 60 các bạn. Đây mình lựa cái nhông. Nhông 25 thì đã lắp ở trên máy rồi, thì giờ mình sẽ lấy cái nhông 60. 60g. Rồi mình sẽ sắp nhông rồi sẽ quay lại các bạn. Rồi thì tiếp tục hôm nay mình sẽ tiện cái gen các bạn. Tiện cái gen là M10 nhân 1.5. Thì hôm qua là mình dự định là tiện M8 nhân 1.25. Nhưng mà cái vấn đề là do cái bộ này mình chế nè, nó bị ví dụ như các bước bước trong khoảng là từ 1 nè, 1.5 nè, 2 hoặc là 0.5 này kia thì đúng các bạn. Còn các bước như 1.25 hoặc 1.75 này kia thì lại lệch. Thì mình đang tìm hiểu nguyên do và mình nếu có điều kiện mình sẽ tìm cái bộ zin để chia sẻ các bạn. Thì cái bộ này mình chế các bạn. Đó. Bánh răng nè, rồi truyền động lên cái mặt này. Này mình làm dấu chỉ có một vạch thôi. Còn cái bộ zin nó tới mấy vạch lần đó. Rồi, thì cái nội dung video lần này là mình chủ yếu là nói về cái bộ này. Cái canh điểm của bộ này nè. Và chỉ thêm cái mà chỉnh độ sâu của dao bằng cái dòng chia các bạn, gọi là du xích đó. Thì mỗi một vạch nhỏ này nè, nó là 0.01 mm các bạn. Thì từ số này qua số kia đó là 0.1.
10 vạch là 0.1. Rồi thì còn các cái công đoạn khác thì cũng tương tự như là cái video lần trước thôi, cũng là chip tiện nè, phôi nè. Rồi mình sẽ bắt đầu thử các bạn. Đầu tiên tại cái điểm mà dao chạm phôi nè, mình sẽ cho cái vòng chia này về không cho dễ các bạn. Đây vòng chia về không, mình sẽ khóa cái vòng này lại. Rồi thì cái bước đầu tiên mình sẽ cho dao ăn 0.1 thôi các bạn, và canh cái điểm và mình canh cái điểm vít me như nè, cái điểm dấu đầu tiên nè, sẽ trùng với cái đỉnh kim của mình các bạn. Rồi mình sẽ chạy thử cái bước gen đầu tiên nha. Rồi gạt cặn thôi. Đó các bạn, thì mình sẽ nhả cái này ra cho dao đi ra, cho bàn dao đi ra. Rồi mình sẽ ăn, mình sẽ kiểm lại một lần nữa cùng một cái vị trí này, xem cái đường dao thứ hai nó có trùng lập với cái đường dao thứ nhất không các bạn. Đó, thì mình cũng canh lại cái điểm này. Do mình thao tác một cái một tay nó hơi khó các bạn. Đó. Thì các bạn nếu mà quen tay làm thường xuyên á, thì không cần tắt chụp chính luôn thì vẫn canh được. Còn này mình đang cầm một tay các bạn cho nên hơi khó. Rồi mình sẽ chạy lại xem coi cái đường dao nó có trùng với cái đường dao lần đầu tiên không các bạn. Đó các bạn. Đó. Thì không có cái đường dao thứ hai, chứng tỏ là cái đường dao này nó sẽ đã trùng với cái đường dao thứ nhất các bạn. Rồi lặp lại vô trình thế như thế thôi, khi là đủ độ sâu gen thì thôi. Mình sẽ chạy tiếp cái phần gen còn lại các bạn. Canh điểm nè, chiều sâu dao nè, mình sẽ tăng thêm 0.1 nữa. Rồi chạy. Đó các bạn, chiều sâu gen nó sâu hơn rồi đó. Rồi tiếp tục tăng thêm. Yeah.
ghen nó sâu thêm rồi đó. Các bạn gần đạt cái độ sâu mong muốn đây thì mình sẽ thử xem nha. Rồi thì sẽ cần thêm 0.1 ly nữa. Các bạn chỉnh dao chưa tới các bạn. Các bạn rất là thích các bạn. Rồi thì nội dung video mình hôm nay đó là chủ yếu nói về vấn đề đó, vấn đề canh cái vấn đề canh cái điểm trên vít me các bạn, để không cần phải tắt tắt điện đảo chiều động cơ như video trước. Mình sẽ sử dụng phương pháp này tại vì mình vừa làm vừa quay với lại chưa có quen tay các bạn, cho nên mình tắt máy mình canh điểm nó hơi lâu. Còn nếu mà các bạn quen tay, các bạn có thể vừa chạy vừa, ví dụ là vừa cho vít me chạy nè đó, vừa cho máy chạy mình vừa canh vừa gạt luôn đó các bạn, thấy cũng được. Rồi thì riêng về cái máy tiện cơ nếu bạn một vít nè thì nó, nếu mà có cái cục này thì mình xài cái đó, còn mà mấy cái máy mà chuyên hơn đó, 2 vít 3 vít này kia đó, mình máy lớn đó thì sẽ có phương pháp khác này kia, thì mình đang chưa có biết tới thì mình sẽ chia sẻ gọn cái vấn đề này gọn trong cái máy này thôi. Còn các anh mà chuyên cơ khí, chuyên máy tiện này kia, máy lớn này kia thì mình xin phép mình không có đụng tới nha bạn. Đó, mình nhắc lại là mình không có chuyên mấy thợ tiện của mình, mà không, mình phải thợ tiện các bạn, mình chỉ làm những điều mình thích thôi. Rồi chia sẻ cái mẹo
cho các bạn có đam mê về cái lĩnh vực này và muốn tìm hiểu và làm thử này kia đó, thì mình biết sao mình làm vậy, mình chia sẻ vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nội dung video mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ạ.